về bề dày thành tích thì hai quốc gia mạnh nhất ở trận chung kết lần này là Thái Lan và Indo. Yang di final dari tim Indo sih satu sama apa ya, satu ikis dari Thailand, karena tadi mainnya konsisten banget dan dia tuh skillnya di atas rata-rata gitu. Dan saya pun dari tim kuat negara Thailand dan juga Indonesia buat mereka pernah menjuarai supaya di peringkat dunia. अगर दो स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न हैं, पहला जो लगता है वो है थाईलैंड, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट खेले, इंटरनेशनल खेला हुआ है। और दूसरा जो रीज़न मुझे लगता है वो है वियतनाम। तो उन दोनों रीज़न सिर्फ इसी वजह से लगते हैं क्योंकि दोनों के पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। हाई कोक साइड मैं नहीं चूके डॉला वियतनाम बाय वियतनामว่าไทยเขาทำแผนมาดีครับผมแล้วก็แบบเขาเต็งอยู่แล้วครับทีมไทยนี่ก็ได้ครับชุดกระดิ่งชัดเจนของเวียดนาม còn đội tuyển nào các bạn hãy cùng chờ xem nhà vô địch heavy chứ còn ai nữa of course đây là sau đây thì phải mình cần tập một giờ cho nên là một giờ cũng coffee mình hát được các bạn sẽ complete cả cái final mình tao vậy completion tốt của mình. Lima pasukan daripada play ini memberi impak yang sangat besar kepada tim-tim panelis. Antaranya ialah Heavy, Heavy Gaming, HQ, GPX dan dua tim yang lain. Việc cọ sát với các đối thủ từ vòng play-in là lợi thế lớn nhất của Heavy. Keuntungan dari gua yang main di play-in adalah mungkin dari segi pemanasan ya. Di play-in ini bisa digunakan buat sebagai pemanasan. Jadi di final nanti tinggal ngebakar aja gitu. Biar makin bisa juara. Lợi thế của một đội tuyển từ Berlin khi tiến vào chung kết đó chính là bọn mình đã được nằm nóng tay sẵn rồi và làm quen được môi trường giải đấu. Chung kết chỉ việc cháy thôi. MashaAllah, confidence तो हमारा पूरा है कि इस बार हम कुछ अच्छा करेंगे. Inshallah कोशिश करेंगे कि top 6 के अंदर finish करें. Mình rất tự tin vào Heavy. Mình rất tự tin về sức mạnh của HQ tại chung kết, bởi vì mất chức vô địch một lần đã quá đủ. Pede banget sih. Gua tuh sebenarnya agak ragu kan, takutnya anak-anak tadi itu pas play-in kena mental, cuman gak taunya enggak, jadi ya lebih pede lah gue ntar final. Gue The Sky, number one. Pok chai mah tem loai hap, tem ke pao mi ben lan hap. Đội tuyển mạnh nhất và cũng đáng để giải thưởng nhất là E Arena bởi vì họ đã có một màn thể hiện thực sự xuất sắc ở Thái Lan. HQ, vì năm nay giải thế giới được lưu vào giải và các trận chung kết, họ đều thành tích rất là tốt. HQ, dari Vietnam, karena dia pas play-in bagus banget mainnya. Theo mình, đội tuyển mạnh nhất tại chung kết đó chính là E Arena. Vì sao á? Thì họ đánh bại đội tuyển vô địch thế giới có hạng ai mà. Final me, it was divine go. Start se very favorite aur gameplay unka next level hai. Hamesha acha perform karte hain. Đối thủ lớn nhất của Heavy chính là Heavy. Bây giờ Phú Đại đang là một con mồi và đang để cho đối phương bạn người đại tử và tên bảy thì kích hoạt cho mọi người chơi rồi. Còn Phú Đại có thể lấy được. Bảnh tay bảnh đang lên. Bằng bên trên này vẫn đang có người. Bằng bảnh có nên cứu hay không bảnh ơi? Vâng đối với bảnh ơi. Mọi người chơi nữa rồi. Và dẫn tay và kỳ tròn đã tới và chúng ta có cho mình một người thứ ba. Ba người chơi đã phải nằm xuống đây và các thành viên của The Pillar đã cực kỳ yếu và thậm chí sẽ là quét sạch. Ban mày của ผมตอน แรก ก็ เอา ให้ เข้า รอบ ไป ยิง ให้ ได้ ก่อน ครับ แล้ว ก็ พอ เข้า รอบ ปุ๊บ พวก ผม ก็ เปลี่ยน เป้า หมาย คือ เอา แชมป์ เลย ครับ มุ่ง ตี้ ของ Border Sky ชัดเจน ละ ชุด ประเด็น เป้า หมาย ของ ทีม เรา ใน รอบ Final ผม ให้ อย่าง เดียว เลย ครับ แชมป์ เราต้อง เอา แชมป์ มา ฝาก ประเทศ ไทย ของ เรา ให้ ได้ Buat ritual-ritual yang ada di Grand Final tunggu aja kejutan dari gue dan teman-teman. Salam buat dilemparkan juga granat seharusnya dari Mister 5 kali ini. Coba dilemparkan pasak jebret. Wow, 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 wow. Satu granat satu bat rata. Ternyata ada dua tim juga. Jago berhasil rapat oleh Mister 5 kali ini. Langsung di knockdown. Bakal coba end dulu. Gak nge-end ke Owo. Ada pelontar yang dikeker mereka dalam. Tapi masih belum berhasil melompatkan ke dalam. Barra berhasil melompatkan dot kali ini. Yang bakal coba ending dua orang. Dan ternyata tempenya Gladiator rata. Tapi masih ada ses yang harus dipulang makan. Sudah lobby. Mister 5. Wow, 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 wow. Các fan và lời con hãy cổ vũ cho Heavy, Burger Sky và Haku nhé. Ok guys, terima kasih yang udah dukung Epoch Esports sampai sekarang ini guys.
Thank you วันที่28เดือนนี้ฝากเชียร์ทีม Advanced ทีมไก่มือเลยนะครับก็ฝากถึง Evos DY นะครับของอินโดนีเซียนะครับเจอกันครับผมรอบไฟนอลท่านคุยเวชยัตกาวีและสถานชิโนะกับบันตะวันมีเนี้ยเฮ้ยฝากถึงคู่ต่อสู้นะครับระวังเกี๊ยวติดคอ chúng tôi sẽ cho các bạn thấy Việt Nam mạnh như thế nào